các bạn. Hôm nay đại lý phụ kiện xin giới thiệu các bạn một sản phẩm, đây là bộ chuyển đổi VGA ra HDMI, có model là VH001, hàng chính hãng của Diagam, bảo hành 1 năm 1 đổi 1, hỗ trợ chuẩn HDMI 1080p, hàng rất chất lượng và chắc chắn. Đây là các thông số của VGA và HDMI đều ghi ở đằng sau sản phẩm, sử dụng nguồn 5V, chuyển đổi từ VGA ra màn hình HDMI. Hãng Diagam. Mình sẽ mở bên trong sản phẩm. Đây là sách hướng dẫn và adapter. Đây chính là bộ chuyển VGA ra HDMI 1080 Unlimited Ultimate. Có đèn báo hiệu nguồn. Đây là các cổng DC 5V, HDMI, VGA Input, HDMI Output và audio in, để sử dụng đường tiếng và đường hình vào và ra HDMI cho ra tạo hình và tiếng. Sản phẩm sử dụng nguồn để giúp cho tín hiệu ổn định hơn và truyền xa hơn. Hàng thiết kế rất là thời trang, rất chắc chắn. Có thiết kế để bắt vít treo vào tường. Hỏi chi tiết liên hệ mua hàng, đại lý phụ kiện 39 Nguyễn Ngọc Nại, phường Mai Thanh Xuân, Hà Nội, hotline 0944 730 444. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.